Hello, xin chào mọi người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng kênh Cuộc Sống Ở Úc Khi Ta Cùng Đam Mê của em nha. Hôm nay em làm bánh táo. Đây là thành phẩm của em nè. Trời ở ngoài mưa mà mình có một miếng bánh táo ăn cùng với một ly cà phê cappuccino thì còn gì bằng nữa ha. Trời lạnh lạnh, ăn miếng bánh táo chua chua ngọt ngọt, rất là thơm đậm vị bơ của Pháp. Bây giờ mình cùng làm nha. Đầu tiên mình sẽ đập hai cái trứng vô. Rồi, quậy lên. Mình đánh nhẹ nhẹ lên cho nó vừa bông để nó cái lòng trắng này nó tan ra thôi nha. Rồi khi mà nó tan ra như vậy, bỏ đường vô. Bơ mình đã quay microwave cho nó tan rồi ha, bỏ vô luôn. Khi mà mình quay bơ như vậy là bơ nó cũng ấm nóng nha, để cho mình quậy thì đường nó cũng sẽ nhanh tan hơn ha. Khi mà mình quậy á, mình đã thấy đường nó tan rồi á thì mình ngưng nha. Và đây là mình có 120 g bột nè ha, muối và bột nổi vào trong bột luôn. Mình trộn đều lên. Rồi mình sẽ rây vô trong cái thau bột này. Quậy lên. Mình trộn đều nhẹ nhàng nha. Mình trộn vừa đủ quyện là mình ngưng nha. Rồi mình cho vô đây một muỗng cà phê rượu rum, một muỗng cà phê vanilla, một muỗng cà phê vanilla, một hay hai gì cũng được, cái này chỉ là thêm mùi thôi. À, ai thích nhiều thì bỏ nhiều, không bỏ thêm một muỗng nữa cũng không sao. Rồi quậy lên. Rồi, để qua một bên. Đi gọt táo. Sẽ đi gọt vỏ táo. Mình gọt vỏ hai trái táo nha. Nào cũng được, ai thích ăn táo gì thì bỏ táo đó nha. Thích chua thì bỏ táo chua, thích ngọt thì bỏ táo ngọt. Ở đây á, mình có hai trái, một trái chua, một trái ngọt, mình sẽ mix vô. Mình sẽ cắt táo nhỏ nhỏ ra nha. Khi mà táo mình đã cắt xong mình đổ vô đây luôn. Mình trộn đều lên nha. Mình trộn cái hỗn hợp này lên. Nó hơi đặc nhưng mà không có sao ha. Cứ trộn vừa cho nó táo với lại bột nó quyện với nhau là được. Rồi mình đổ vô khuôn nha. Rồi như vậy là xong, đừng có trộn nhiều quá ha. Khuôn ở đây là mình đã có miếng bơ rồi nè. Đây mình lấy cái cọ nè, mình thoa vòng vòng cái khuôn ha. Ai không thích bơ đó thì có thể dùng dầu ăn, nhưng mà do là bánh Pháp đó thì họ sẽ rất là thích bơ, cho nên là mình làm bánh gì thì nó ra cái bánh đó, để ăn cho nó ngon ha, ăn cho nó đúng vị. Bánh của Pháp thì thường rất là thơm bơ đó. Mình thoa trên thành khuôn luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái hỗn hợp này vô. Mình sẽ dùng cái này nè, mình đè xuống cho nó đều ha, cho nó bằng mặt. Thơm mùi rượu rum quá. Mình sẽ rắc khoảng một muỗng cà phê đường cát trắng lên trên mặt nha. Rồi bây giờ mình sẽ mang đi nướng ha. Bánh của em đã làm xong rồi đây. Và bây giờ nó đã nguội rồi, em sẽ lấy ra dĩa nha.
Wow, mềm quá. Giờ em sẽ cắt nha. Mềm quá à. Rất là ngon luôn. Giờ mình ăn thử nha. Ở Úc á, thì trời đã vô thu rồi, trời lạnh lạnh. Ăn miếng bánh táo mềm, chua chua, ngọt ngọt của vị táo, béo ngậy của vị bơ, vị ngọt vừa phải, không có quá ngọt, rất là ngon luôn. Trời lạnh lạnh ăn cái này ngon quá à. Rất là mềm. Và bây giờ thêm một ly cappuccino sóng sánh nè. Trời ơi, nóng nóng, béo béo, đắng đắng, hòa quyện với bánh ngọt ngọt, chua chua, đậm vị bơ. Cực phẩm nhân gian nha. Thumbs up. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em nha. Chúc mọi người thành công. Bye bye. Cheers.